Học gì? Thực tiễn là gì? Quay là mơ mốt mà xem lại. Phê phê đã quá ha, tắm xong rồi massage đầu rồi. Kiểu dạng như là massage đầu vậy. Bữa nay bà đã ăn cá lóc nha, muốn mua con cá lóc. Đừng nhìn á, nó còn nó phá. Qua con cái miệng. Không liên mắng bú mình. À ơ. Chịu chịu. Con đủ nè. Chùi nhắn áp. Phê. Phê. Con là nhiêu cũng chịu. Hai mấy á, 230 mấy á, cái khăn giấy ướt nữa, 220 mấy á, tính luôn khăn giấy ướt luôn á, à biết trời, chắc 196 á, cái khăn giấy ướt chắc 30 nữa, hai mấy 30 nữa. Mua sữa mà nó hấu như giặt vậy. Ngừng, đừng nhìn, đừng nhìn, đừng nhìn. Mình mua mà nó hấu, ý nó tụ tập á, nhiều người mua tụ tập á, rồi hấu này đường cái là tính tiền cái nên nó chạy bắt chạy liền. Không ai cũng phải. Sao con đem cái quần kia lên chi nữa vậy? Lo mặt thử coi, hư mà đồ hư hơi to á, chờ bây chút giữ sạch sạch là có gì đổ lại ta, nếu mà nó nhỏ quá. Đời ai biết rồi trời. Con đau rộng lắm đâu. Mẹ đi chị con.